Hello, xin chào tất cả các bạn ghé đến kênh Thu Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Chào các bạn. Hôm nay từ sáng đến giờ ở chỗ mình ở thời tiết rất là nóng, chưa có đi ra được tới vườn nữa, nhưng mà bây giờ có một cô bạn muốn ghé vườn của mình chơi á, nên là bây giờ mình đi ra dắt cô bạn vô vườn mình chơi nha. Mới đi làm về đó hả? Đi ra đi thu hoạch luôn nè. Vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Hôm nay trời nóng quá ha Thảo ha. Sáng giờ chưa ra được vườn nữa. Tại đi ra đi thu hoạch nè. Tại nãy Thảo thét á nên là mới đi ra á chứ. Đi ăn dưa không? Nóng quá ăn dưa không? Đi hái dưa cho anh. Ờ vậy hả, đi ăn dưa không? Hôm qua vườn của Thu có trái dưa mà thấy nó có vẻ vàng rồi, để giờ đi ra hái dưa ăn nha. Dưa này, cái loại dưa này đặc biệt lắm. Cái loại dưa này đặc biệt đó. Ôi chết rồi, nó rụng mất tiêu rồi anh ơi. Nằm đây luôn hả? Héo dây rồi đây nè. Trời, quá hồng qua. Tính là nó rụng luôn. Anh cho anh thử dưa vườn Thu nè, đít cuốn rồi nè. Đi vô vườn chơi, đi vô đây Thu cho anh thử nè. Cái này là vườn của Thu nè. Wow. Đây. Yeah. Đi vô đây thu hoạch mướp luôn. Vô đây. Chưa lên ốp dọn dẹp được nè. Đậu rồng nè, bữa nay hái nhiều rồi đó mà vẫn còn nè. Nó đang đeo đeo lên đây. Đây nè. Rồi, vô cây mướp nè. Này khổ qua. Đi vô đường này, giờ đường này nó bị kẹt rồi. Giờ đường này là cây mướp nè. Thảo cây mướp nè. Thảo có ăn hết đâu, đi vô đi. À, đậu này sắp ra trái rồi. Cái này dưa leo. Đậu này đậu gì? À, đậu đó là đậu màu trắng trắng. Thu bao giờ Thu nhìn thấy Thu mới biết là dưa leo nè, đang ra trái nè. Vô đây. Chắc cây đó cũng sắp chín luôn rồi á. Thấy cái loại đó. Wow, look it. Oh my god. How many? Đếm thử coi. 1, 2, 3, 4, đếm đi. 6, 7, 8. Đếm đi cái vai luôn. 7, 8. Trên 20 trái. Đây nè. Còn đầy đây nữa nè. Oh, đây nữa nè, đầy đây nữa nè. Đây đầy ngoài đây nó chắc Thảo à, đếm đi. Cái gì? Đây có trái gì nữa đây? Dưa leo. Dưa leo. Dưa leo hả? Ừ. Sao to vậy? Cái trái dưa leo đó nó bị rụng rồi nó Thu bỏ luôn. Cái loại dưa leo đó nó màu đó đó. Ừ, cái loại dưa leo đó nó màu đó đó. Nhìn lạ ha. Wow. Đi ra đi anh thử trái dưa cái cho nó mát đã. Ô, đây con trái gì nữa nè. Cũng dưa leo luôn mà nó già rồi. Nên là Thu bỏ đó. Vậy Thu. Chưa đâu, đi qua vườn này là mấy vườn khác nữa, đi. Vô đây. Trông dữ. đi qua đi ăn trái dưa đó nè, cà nè, cà pháo rồi đủ thứ loại cà nè. Qua đây đứng ăn trái dưa đã. À, có mấy cái rau cải nè. Biết sao không đứng được cái thùng nước nè. Đâu Thu mang ở nhà đi, biết nó sợ nó cúp nước đó, mang chứa nước nè. Nè cái thùng nước này mang ra để chứa nước nè. Cái thùng nước mà hôm nay trời nóng mà cái thùng nước của mình nó nóng luôn đó anh. Đây là một cái trái dưa duy nhất mà Thu nghĩ là nó bị lai rồi. Cái trái dưa này nó bằng sọc như vậy nè. Còn cái trái dưa mà nó cái vân vân như vậy nè, nó gọi là cái dưa con cọp á. Mà cái trái dưa này nó có cái sọc như vậy mà hai cái chồng gần nhau, Thu nghĩ là nó bị lai rồi. Anh thử ha. Wow, hấp dẫn quá. Yep. Cầm giùm Thu cái này. Thơm quá, thơm luôn. Không biết là loại dưa này như thế nào thì cắt cho Thảo anh thử coi nó như thế nào. Ăn dưa là hết sảy. Không biết nó có ngọt hay không nữa. Thơm quá. Mà coi nước nè. Bảo đảm ngọt. Không, nó có nhiều cái có nhiều loại dưa nó ngọt và có nhiều loại dưa nó cũng không ngọt. Nè, Thảo gọt ăn trước đi. Trời ơi, ngon quá. Đây, gọt ăn trước đi. Rồi hai vợ chồng mình ăn sau. Đi ra vườn thì nó thoải mái vậy đó. Hôm nay đi ra cho Thảo đi cắt mướp. Hôm nay mình may mắn quá. Ừ, có trái dưa duy nhất. Dưa mà duy nhất mà được đãi luôn. Mướp vườn Thu đã hả? Treo quá. Hôm nay là nó ít á, lần trước á hả?
cái đợt lần trước mình hái nó còn nhiều hơn nữa đó anh hả. Wow. Kéo cái cục dây này lên đây, cục dây này nó bay. Ừ, cái mấy cục dây này em bữa có ngọt không? Ngon quá. Nó có ngọt không? Không ngọt lắm. Oh. Không ngọt lắm vậy mới ngon nè. Sao tôi thấy mùi nó giống mùi dưa gang ghê á. Uh-huh. Đúng không? Đúng rồi. Vậy thì phải chừa hột lại làm giống. Ngon. Không ngọt hả? Rồi, hả? Mình đâu có hột đâu, có hình trái một thì phải giữ lại làm giống chứ. Giữ hột lại đi. Ừ. Thôi mình nhiều cái đó nhiều rồi. Đây, gọt cho ông xã Thu Anh thử. Ngon lắm. Cái dưa này cái màu nó lạ ha. Cái dưa này nó chữa trời nóng nè. Chữa trời nóng hả? Rồi cho ông xã Thu Anh thử. Ăn xong đi, cái mình đi thu hoạch ha. Thế mình không kéo hột ra đây, kéo hột ra đây, gạt cái hột ra nè, gạt cái hột ra đây. Đó. Ngon quá. Đó, cái này để đông đá nè, ăn được. Uh-huh. Đông đá hả? Để cho nó lạnh á. À. Ông xã thôi cái gì cũng để đông đá. Sao thôi không ngửi mùi giống mùi dưa gang quá ha. Uh-huh, giống mùi dưa gang. Ngon không anh? Thơm lắm. Thơm ha. Chín cây mà sao không thơm được. À. Nước nó nhiễu nhão luôn á Thảo. Ủa, có một trái thôi hả? Một trái. Cây chết luôn kìa. Chắc tại trời nóng không? Dưa này sao nó lạt ha, không ngọt hả Thảo ha? Không có ngọt lắm. Mà thơm, đúng không? Rất thơm. Thu còn trồng nhiều dưa lắm nè. Nguyên dọc dưa luôn nè. Dưa gì nữa? Đủ thứ loại hết, chẳng biết dưa gì. Thấy cái nào hay hay là cứ trồng ha. Cái này giống trái đó này mà không phải cái... Không, cái loại này loại khác nữa. Coi kìa mướp nè. Đã ha. Ừ, vô đi đi, vô thu hoạch đi nè. Trèo lên thu hoạch đi. Để tôi cầm vô, cho đi thu hoạch. Cắt nha. Ừ. Cái nào? Cái nào cũng cắt. Ừ, chừng chừng đó là cắt được hết rồi đó. Cắt rồi hả? Không, cái loại đó nó vậy á, nó nhỏ nhỏ vậy á. Ừ, lấy cái nào? Ừ, được, cắt cắt hết đi. Cứ cắt đi. Cắt chỗ đó là cắt được hết rồi đó. Nay cầm rổ cho. Đã hả? À, hai trái. Ngay trên đầu này. Cái này đây cũng được. Ừ. Cái trái đó là được luôn rồi đó. Ok. À. À, ba trái cái này được không? Được, cắt luôn đi. Xích cái thang lại không? Thấy kiến nó quá trời à. Rồi, kiến nó đang bay lại kìa. Cầm cái cuốn kéo cho nó nhanh. Ừ. Ừ đó. Đã hả? Đây thẳng đây cái giờ trái này hơn. Cắt đi. Ừ. Ờ cứ cắt đi. Cái này cái kéo này dao này được hơn. À đó. Cái này có hai màu thôi. Nó bị cái lá che đó nè. Đã hả? Ôi giời ơi, thích quá. Thích quá, thích quá. Đó, nè ra đây. Rồi, đứng lùi lại không có té. Đó, cái trái trái thông trái đi nè. Vậy là được rồi đó. Cái này hả? Ừ. À, được. Cái loại đó nó nhỏ nhỏ vậy ăn ngon, bự đó, nó màu dè hả? Mướp này gọi là mướp gì, mướp hương hả? Mướp này hả là mướp Thái Lan, mướp Đài Loan gì á. À. Ừ, cái trái mà nó bị móc móc trên dè nó Thảo. Trời ơi, được đã quá. Ừ, cắt đi. Đừng đi cắt mướp. Thảo mà về trễ xíu nữa là Thu dắt Thảo đi mấy vườn luôn, đi ra đây. Ồ, đây hả? Đây trái đây đó còn nhỏ lắm. Rồi, qua đây nè Thảo, Thảo, Thảo bên đây nè. Đó. Đã hả? Rồi, coi còn trái nào nữa. Nhiều mà. Nhiều cho trái này đó luôn đi Thảo. Trái này luôn để tí mang về ít ăn. Đây nè, thấy cái này luôn đi Thảo. Đây. Đã ha. Rổ mướp rồi. Coi còn trái nào không? Thôi để dành đi. Không, còn nhiều lắm vườn trong. Bên đây, bên đây, bên đây, bên phải này, bên phải này. Đây đây nè. Đâu? Ở đây trái này. Trái này, trái này bên đây còn nữa nè. Hai trái kìa. Ừ. Thế ra vườn không? Chút xíu là đủ đồ ăn luôn á. Cái này dương luôn chứ gì. Nè. Đây nữa nè Thảo. Đây trái này đẹp phải không? Được không? Được, giờ trái trên luôn. Trời ơi. Nặng giọng mấy chục phát. Đây nè. Ôi giời, nó còn mắc kẹt vô trong. Kéo nó xuống không? Ừ. Đã hả? Kẹt trong này luôn. Nhích cái thang qua đây bước trái này luôn nè. Chích 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 đừng với cái rừng té. Được được không? Sao được. Còn đầy trái luôn nè Thảo nè. Ôi giời ơi, nó trốn trong này nè. Đã hả? Wow. Vậy mà cho trái này luôn đi. Okay. Mấy ngày là nó ra đầy vườn á. Rồi trái này. Yeah. Rồi. Đã hả? Thích quá. Nãy giờ coi rổ mướp nè.
Trái này là trái thứ mấy rồi đây? 20 không, chưa? Không biết nữa. Coi cái rổ mướp nè mấy bạn. Nhìn mê ha. Mấy bữa nó đi ra vườn tôi hả, ăn dưa nè. Coi dưa của tôi bắt đầu ra trái rồi nè Thảo nè. Dưa này là dưa Hàn Quốc á. Wow, thích quá. Ở đây có chiếc cà pháo nào không? Anh coi nhìn đây, chắc không có kè ha. Chắc lần trước mình hái. Coi cây kè nó ra nhiều trái kìa. Thẳng lên quá trời trái. Cái dưa gì nó rớt dưới đó nữa kìa. Không, dưa đó già, đi qua vườn khác. À, đây hái đậu rồng đi. Đây hái đậu rồng. Ở nhà Thảo trồng đậu rồng nhưng mà nó không Thảo, mất cả khổ qua trắng nè Thảo. Ôi. Khổ qua trắng. Còn quá hả? Nè, hái đi. Dục cái đó đó đi. Khổ qua trắng nè. Bứt đi, cầm cái không cần lấy dao. Thảo lấy cái này bấm cái tay cái là nó. Ừ. Vậy nè. Đây nè. À, là xong. À, đi qua đây hái đậu rồng. Lần đầu tiên thấy cái này đó. Lần đầu tiên thấy luôn ha. Trắng luôn á. Mang về anh thử. Đây, lấy cái tang ra đây mới hái được chứ đâu có trèo lên đây được. Tôi nghĩ nó còn nhiều khẩu qua lắm. Nhưng mà nó đậu rồng ăn rất là hút. Phải chấm ăn ngon. Thu cũng thích ăn đậu rồng chấm mắm ruốc. Phải cắt dao hả? Không, bấm bằng tay đi. Thôi. Cứ việc hái tha hồ hái đi. Cứ việc tha hồ, thấy trái nào ăn được là hái. Được chưa? Được. Nè, cứ vậy nè, thấy không? Bấm cái đít nó vậy là đó. Bấm vậy đó hả? Bấm vậy là nó là coi nguyên chùm ở đây luôn nè. Đó. Hôm nay cho Thảo thử cảm giác đi thu hoạch. Trời ơi, có cái này nữa nè. Nhiều lắm. Bước lên, hái đi, hái đi, hái đi. Cái này là khổ qua trái tim, nó tròn tròn vậy đó. Phải biết cách đây hái đi, bấm nó chứ. Trèo lên đây hái. Đây nè, lên đây hái. Tha hồ. Coi chừng nha, coi chừng. Thích quá. Đây. Trời ơi, trồng không có ra trái. Trời, nó đèo ha. Nó đèo nhánh luôn đã ha. Cái này là hiếm ở đây đó nha, đầu rồng á. Ừ, thì Thu cũng nói là ở Mỹ này nó hiếm. Đâu, rất là hiếm luôn á. Ừ. Rất là hiếm, đầu rồng này á. Ở bên Mỹ này rất là hiếm mà. Hái ở trên đi. Muốn ăn cũng có nữa đó. À, chợ mua cũng có nhiều lúc ở dưới khu Việt Nam cũng tìm cũng còn khó ha Thảo ha. Rồi vậy tôi nói là ham ăn mà lắm. Ham ăn mà cực nè. Hái hết cái đám bự này luôn đi Thảo. Ủa trời ơi, có cái đậu gì màu tím đó kìa. Đậu tí thì qua vườn kia Thu cho Thảo coi. Có đậu rồng màu đỏ đẹp lắm mà Thảo phải đi về rồi. Trời ơi, đậu rồng màu đỏ nữa hả? Trời ơi, Thảo mà nhìn đậu rồng màu đỏ là Thảo mê man luôn á. Đậu rồng màu đỏ nó còn ngon hơn đậu rồng màu xanh nữa. Cái này ở đây có tiền mua cái đậu rồng này không có mà ăn nó không nha. Có không cái gì có, bảo đảm luôn, bảo đảm cũng không có trái luôn kìa. Chồng cũng không đây nè Thảo, đến đây nè, chồng cũng không có trái luôn hả? Thu không biết là đây vườn của Thu trái nó cứ đeo không. Thảo trồng được ra mấy trái mà tự nhiên mới ra có mấy trái, chưa lấy giống được thì nó chết, cây nó chết. Thì đó, bởi có nhiều người cũng không thể mình đi qua vườn khác thu hoạch tiếp. Đây vẫn còn Thảo này. Hai, cái này là 6 con mắt mà mít cái trái bự luôn. Rồi đi. Ok, thôi vậy đi thu hoạch hết mấy cái vườn này đi. Đây. Ai mướp hơn? Đậu rồng không? Mướp đậu rồng. Có bầu, đi ra cách bầu trước đi, ngay ngoài đó, cái bầu tròn đó. Oh, wow. Thích quá như một lưu ấy. Đã ha, đi ra cách cái bầu tròn kìa Thảo kìa. Đó. Thảo đi đến cách đi. Có con dao không? Con dao nãy Thảo cầm cái con dao kia. Coi cái bầu đã ha. Bầu nha. Bầu tròn của Thu. Có trái ở ngoài công viên nữa kìa, thấy không? Quá. Đi vô vườn còn mấy trái nữa kìa, ở ngoài công viên còn mấy trái nữa kìa. Thấy không? À. Sợ thấy ngoài công viên ôi không? Ôi ôi. Nè, ngoài công viên nè. Ở đây nè. Thôi đi vô hái tiếp. Đậu rồng nè Thảo này. Tiếp hái tiếp đậu rồng đi. Đây tôi cầm dao cho. Mỗi nơi một chút. Mỗi nơi chút cho nó vui. Cái đậu này ăn cũng ngon lắm nè Thảo nè. Đậu này ở trong nó mùa. Hái xong đi rồi Thu sẽ giới thiệu cho. Đã hả? Coi, chắc đi vô vườn hái nó dễ hơn. Cà chua nè, ăn cà chua không?
cứ liên tục hả? Hái cái này xong qua cái kia hả? À. Không cần, đây nè Thảo. Dư luôn, dư ăn luôn. Đó. Cái này già rồi. Để dành, dành giống. Không cần giống. Không cần hả? Nhà này giống nhiều lắm. Nè Thảo này, cái đậu này nè. Sao mà có trái, Thảo phải trồng đậu rồng, muốn có trái là phải tháng 4, tháng 5 á. Ra thể tháng 2, vụ cuối tháng 2 là tôi đã trồng rồi nè. Trời ơi, cái hột nó màu hồng hả? Ừ, đậu này ăn ngon lắm. Y chang cái móng tay của y chang cái móng tay của Thảo luôn kìa. Thấy không? Kìa coi đậu rồng nó đeo à. Đi vô trong mình hái tiếp, đi vô trong, đi vô trong. Hái cà chua không? Đây, hả? Cà chua cuối mùa nè. Bà cứ mình ăn sống thì cũng ngon nè. Ừ. Thích quá, thích quá. Đang trồng đợt 2 rồi đó, đợt này là đợt 1 á. Đây nè Thảo nè, đây nè Thảo, bước ở đây nè. Tốt xuống luôn cho nhanh, cầm nguyên chùm tốt xuống luôn á. Tẻ ha. Muốn cái gì là ra vườn là có hết à. Thích quá, thích quá, thích quá. Mấy bữa ra vườn thu hái dưa hấu. Ra nha. Ừ, hôm nào mà ít mà bận việc á, đi ra hái được nhiều nhiều. Đây. À, đi vô trong vườn, hái trong vườn này. Đây, quá trời đậu luôn. Đây. Có mùng tơi nữa trong vườn, quá trời mùng tơi, ăn mùng tơi không? Nhà Thảo có mùng tơi không? Ăn mùng tơi không? Ăn mùng tơi không? Đây, lấy mùng tơi đi. Hai đứa ngồi tút mùng tơi. Hái lá, hái ngọn, để cứ hái cái tới đâu thì mình cứ ngắt tới đó, cứ ngắt ngang vậy. Mùng tơi này á, ừ. Tới mùng tơi này thì thật sự là không có ấy cho nó leo như vậy đâu, nhưng mà tự nó lên thì thôi, nó lỡ cái lên. Là, cái này là rau sạch đúng không? Sạch. Không có thuốc men gì hết. Thuốc gì ở chỗ này, Thảo nghĩ cái nó trong kẹp trong đá này, ai mà xịt thuốc. Tự nó lên luôn chứ Thu cũng có chồng, ai mà đi chồng trong cái kẹp này. Đúng không? Nói vậy chứ mình trồng ở nhà mình ăn. Đấy, phân organic không á. Thuốc cái gì trồng á. Sao năm nay á, cái gì cũng vậy mà đậu bắp là nó không có thành công lắm nha. Trồng cây gì cũng được, chỉ có cái cây đậu bắp là nó cứ lèo xa lèo xèo á, không lên được. Mẹ thầy cũng trồng mà nó tìm đường nó đi rồi. Tìm đường đi à? Là nó ngủm rồi hả? Nó ngủm rồi. Vậy đậu rồng nhà Thảo chưa có ra trái hả? Chưa, mới ra có 1 trái 2 trái gì à. Thảo trồng là trễ quá đúng không? Ờ, chắc vậy quá. Canh là phải thu là cuối tháng 2 thôi, phải ương ở trong cái greenhouse kia kìa. Ờ, hèn chi. Nên mà tháng 7 nó mới ra rồi, chứ mà cuối tháng 2 là phải ương rồi. Ương trễ quá là nó không có ăn được mấy, là nó đụng lạnh là nó chết à. Với lại cũng có người trồng thì cũng không được nhiều á. Thảo bón cho nó cái tí phân xương với mấy cái phân organic á. Nó ra nhiều lắm. Coi, đã không? Coi ăn ngọn nè. Ngọn nó tua tủa luôn nè. Tí mang về ăn. Về nấu canh. Thảo có trồng mùng tơi ở nhà không? Có, mẹ có trồng. Ừ. Nó cũng bò bò dưới rồi, nó ra hột hết trơn rồi, nó già rồi. Ừ, cái mùng tơi mà mình ấy này là nó nhanh ra hột lắm. Đã ha. Chiều chiều ra đây đứng hái này mát ha. Quá. Đi vô tới vườn của Thu bứt dưa leo kìa. Đây coi cái ngọn, mấy cái ngọn này ăn mới ngon nè. Đứng mát ha, mà ở nhà không biết tại sao nó rất là nóng nực khó chịu, mà ra đây cái thấy nó thoải mái dễ sợ. Biết sao cái cây dưa leo này á. Ừ bấm. À, thấy không? Cái cây dưa leo nè. Trời ơi, tay tôi rồi. Cái cây dưa leo này Thu không biết dưa leo gì, Thu thấy nó mọc ở kia, Thu bứng vô đây Thu trồng mà coi giờ nó ra mỗi nách nè. Đây nè, lên cái nè. Đây lên cái đậu, hái đậu đũa. Trời ơi, còn đậu đũa nữa chứ. Nè, đậu đũa nè, hái đi. Đậu đũa đỏ. Có gì? Cái này, đậu đũa là trái này, anh này già rồi, dạ. Cái này nè, phải không? Ừ, ngắt ngay đít đó. Đậu đũa màu đỏ luôn chứ. Ừ. Điên Thảo thấy đó. Có đậu đũa màu hồng nữa kìa. Thảo thấy màu xanh không à. Màu xanh, màu hồng, màu đỏ, mỗi thứ một chút. Đấy. Rồi đi vô đây hái à. Đây. Trái dưa leo bên đây. Nè. Nè. Ôi, trái này to hơn trái hồi nãy luôn. Ừ. Ừ, đó. Đã ha. Vậy chứ mà đó, cũng còn non lắm mà nha. Ra đây, đây cả ngoài đây có dưa leo này nữa nè Thảo nè. Thảo. Đây, trong đi lại. Còn trong đây. Nó tròn nữa hả? Úi giời, nãy không thấy. Cái loại này loại khác. À, loại khác. Ừ. Cái
Nhật phải không? Ờ không, dưa leo đó là dưa leo Trung Đông. Rồi. Persian. Cái loại này ăn giòn lắm. Rồi đi qua đây. Rồi bây giờ xuống đây hái rau dền, vô đây, vô đây. Giờ cắt rau dền hả? Dạ, đây là cái luống rau dền của nhà mình nè. Đây. Đó. Bây giờ cái cọng nào nó bự cái mình tỉa, mình về mình ăn với rau mùng tơi với nhìn ngắt vậy nè. Cây to này nữa hả? Ừ, cái ngắt vậy. Ừ. Thấy cây nào ăn được là ngắt về nấu với rau mùng tơi, nấu canh giống như tập tàng á. Ấy luộc cũng ngon lắm á. Ừ. Tỉa về để cho mấy cái cọng nhỏ nó lên tiếp ha. Đã hả? Muốn quá. Muốn gì là cứ ngồi đến là tiền không có mua được đó. Giống như là giống như là hàng rau á hả? Coi. Đã không? Nắm rồi nè, bước ra nắm rồi. Coi. Đã không? Bên đây nó bự hơn rồi Thảo này. Ôi, chừng cẩn thận, cẩn thận. Biết sao nè, ở trên là đậu, ở dưới là dâu, ở dưới nó là cái này trồng được mấy tầng luôn. Hay thiệt á. Tại vì cái vườn của Thu nó nhỏ đó. Cái này là phải thiết kế giỏi đó. Nên là mình trồng vậy, mình trồng được 2-3 tầng. Đó, cứ hái đi. Đây, vô đây, xích trên đây nè Thảo. Hái trong đây nè. Đã quá hả? Quá, bữa này ra tiếp nữa nha. Ừ. Khi nào á, biết sao không? Mùa này là nó đang mùa hè nè. Ừ. Nó đang có là nó vô. Nè, cho bà bước ở đây, xong rồi mình đi qua đậu rồng, hái đậu rồng tiếp. Cỏ cây này bự nè. Đã hả? Đó. Ờ, thật cầm để hái xong mấy cây xong mình đậu rồng kìa. Tí cho có khách đến nhà phải cho quà mang về chứ. Nãy ra ngoài đâu có thấy trái đậu rồng nữa đâu, thấy không? Thấy chưa? Mình không thấy không? Cái đứng góc này là nó nhìn ra góc kia à. Đứng đó. Ừ. Đó, bứt đậu rồng tiếp đi. Ngay trên đó kìa. Thích quá. Ừ. Đã hả? Buổi chiều chiều ra về thôi là này coi nè, nắm rau đó nè. Nắm rau, nắm đậu rồng. Wow. Đây, tôi cầm cho bức. Đây tôi cầm cho bức đậu rồng. Tôi làm mấy cái vườn cái vàng này luôn hả? Ừ, tôi làm hết. Ừ. Hay quá vậy. Bữa nào ra cho học hỏi nha. Ừ. Trời ơi. Cái ngày nào mà không đi làm á. Ừ. Ngày nào không đi làm đó thì cứ ghé đây mà hẹn thì Thu mới, nhưng mình sắp xếp thì mình mới đi ra được đây nè. À, ừ, đã ha. Ừ. Còn vậy chứ Thảo lục chứ còn nhiều lắm á. Nhà Thảo đậu rồng nó màu xanh trắng hả? Chứ không phải xanh đậm giống vậy. Đấy hả? Nó có nhiều loại. Này, có ăn như mèo á. Sao đâu, lâu lâu mới có mấy cái đồ này thì cứ lấy ăn đi rồi. Ăn bầu không? Hả? Lấy cái bầu không? Ừ. Lấy bầu đi. Hái cho ông chiếc bầu. Chỉ có hết. Ừ. Cho luôn hả? Ừ. Ồ. Ở đây lắm mà. Tí nữa rảnh lại về tối đi chạy đánh. Bạn của Thu cố bận công chuyện nên là bây giờ phải đi về rồi. Bây giờ hai vợ chồng mình tiếp tục đi thu hoạch nha. Ở ngoài cái công viên á, mình có mấy cái trái bầu. Bây giờ mình đi ngược ra công viên cách mấy trái bầu nha mấy bạn. Ở ngoài đường thì đông xe. Ở trong đây thì cái khu relax rất là thoải mái. Đúng không mấy bạn? coi bầu ở ngoài nó quá trời trái luôn nè anh nè. Mới stream đây mà đã có quá trời trái rồi. Còn ngay ngoài công viên nè. Không biết hôm nay cái kéo nó đi du lịch ở đâu rồi. Giờ chỉ có con dao thôi. Trái này nhớ nhớ về ăn ngon nè. Ngày mai mà rảnh á, đi ra ngoài đây đi stream mấy cái lá bầu này nữa nè. Quá rồi. Còn cái nào đây. Để coi có cái trái bự nó nằm ở đây nè. Mấy trái luôn á. Bầu kỳ này nó mọc ở ngoài nhiều quá ha. Quá trời bầu nó nằm ở ngoài luôn.
ở trong già thì nó không có. Đây có trái nhỏ nhỏ nữa nè. Cái này là 2-3 bữa nữa là cắt được trái này. Còn trái này bự bự nè. Mà còn nhiều, rất là nhiều trái nhỏ luôn. Trời nóng nó ra rất là nhanh đó ha anh ha. Ở đây có một trái bầu nó nằm ở tít trên giàn này nè. Hai vợ chồng thôi một tí là không thấy rồi. Được không? Cần em phụ không? Được rồi. À. Yeah. Rồi đi giờ đi vô vườn đi anh. Còn trái nào không anh? Còn trái nào không? Chắc hết rồi, đi vô vườn rồi, vô vườn còn. Trời nó hầm hầm nóng nhưng mà nó rất là âm u luôn đó mấy bạn. Kiểu trời nó làm sao á, nó cứ tối tối rồi nó hầm hầm, nó nóng nóng. Gặp hôm nay cái máy lạnh nhà Thu nó lại bị hư nữa. Tìm thợ sửa mà nó hư luôn, giờ chắc phải mua cái mới luôn rồi. Trong vườn của Thu còn một trái bầu. Một trái bầu nữa, một hai trái bầu gì nữa. Bây giờ mình đi vô trong. Cái trái bầu này mà phải có con kéo thì cắt nó dễ hơn. Đây nè, đây có trái dưa leo nữa nè. Cái loại dưa leo Nhật này lúc em mua nó nói là trơn mà sao bây giờ nó ra toàn là gai không à, như nó bán lộn giống cho mình hay sao. Trái dưa leo to mà gai không. Dưa leo này thì ăn giòn nhưng mà có một cái vấn đề là nó gai không à, nên là mình cũng không thích cái loại dưa leo mà nó có gai nhiều như vậy. Các bạn ơi, chiều hôm nay Thu mời bạn của Thu đi ra vườn thu hoạch chung với Thu, nhưng mà có việc nên bạn của Thu đã đi về sớm rồi. Đây là buổi thu hoạch chiều hôm nay của Thu, gồm có bầu, mùng tơi, rau dền, đậu rồng và mỗi thứ một ít. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video thu hoạch cùng với Thu nha. Nếu các bạn thích thì xin vui lòng cho Thu một like, share cũng như subscribe cho kênh của mình. Hẹn các bạn vào những video sau. Bye bye các bạn. Chào các bạn.